Dạ, chúng ta cũng chờ cờ xong. Dạ, chúng tôi là đại biểu Ngọc Nguyễn trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đặng Minh Quân, Bộ Tư lệnh Kỷ luật Toàn quốc, các quý giới chức, quý đồng nhiệm và người Việt trong nước và ngoài nước đồng trang nghiêm cùng dâng lời cầu nguyện. Nguyện xin đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đặng Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bên bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu. Mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngương Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lãnh liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng như gương sáng quý vị lãnh đạo tinh thần kính yêu của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt. Trân trọng kính mời Đức Quốc Công và Ngài Đại Nhất Phu Nhân kính mến muôn đời của dân tộc Việt Nam, quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và quý vị theo dõi chương trình video của Ngọc Nguyễn. Trân trọng. Ngay bây giờ thì chúng ta thấy được là Ngài Đức Quốc Công đã làm hết tất cả rồi, không còn thiếu cái gì hết, mà Ngài còn làm thêm cái chuyện cho thế giới nữa, làm cái chuyện cho đất nước Việt Nam xong rồi, đòi nợ được cho
Việt Nam qua cái tiền nợ của tàu Cộng Tộc Tân Bình là 38.000 tiền Việt Kim, đòi nợ 5 cái tên đầu sỏ cộng sản trong nước và 1 triệu đảng viên, mỗi tên là 20 tiền Việt Kim. Và những người này đều bị phạt 8% sau mỗi 3 tháng chưa có tính toán. Đồng thời này cũng là chủ tịch của Cảnh sát Môi trường Quốc tế. Thì chúng ta thấy là nếu mà ngài làm chủ tịch đó, thì là không có ai mà mua chuộc được ngài hết trơn hết. Thì cái công pháp quốc tế mới nghiêm minh được. Cho nên kể từ nay là Tàu Cộng nó không có cơ hội mà nó mua chuộc được chủ tịch công lực Cảnh sát Môi trường Quốc tế. Là chắc chắn mọi người dân trên thế giới sẽ được bảo vệ về môi trường, là chúng ta sẽ có thực phẩm sạch, chúng ta sẽ có rau sạch, chính phủ sạch, xã hội sạch đó. Môi trường là như vậy, môi trường là cái đời sống của chúng ta, trực tiếp với đời sống của chúng ta đó. Cho nên chúng tôi nói là ngày nào cũng phải đọc cái thông cáo của Môi trường Quốc tế đã gửi cho chính phủ và Việt Nam lâm thời để tham Việt Nam Cộng Hòa, tức là gửi cho Tổng thống Đồng Quân. Là tại vì khi mà chúng tôi đọc mỗi ngày như vậy đó mà mọi người không có thấy là có một cái bọn truyền thông bất lương nào mà dám lên tiếng phản đối cái lời đề nghị của Tòa án Môi trường Quốc tế hết đó. Thì chúng ta mới thấy được cái sức mạnh của công pháp quốc tế đối với cái bọn mà tội phạm. Cho nên ngày nào chúng tôi cũng phải đọc để đừng có ai nói là tôi không có biết, là không có ai thông cáo. Và những cái người tội phạm tội này đều được thông báo hết. Môi trường quốc tế thông báo ngày 5 tháng 11 2021, sự thực hiện của môi trường quốc tế gửi đến cộng đồng nhân loại Universal, toàn dân Việt Nam, các tướng đại biểu phân biệt, đồng chí trong ERVN thứ ba. Hình như là chúng tôi có một cái bản dịch ở dưới này để chúng tôi kiếm cái bản dịch để đọc cho nó đúng hơn. Đây nè, đây nè, cái bản dịch cái này hồi nãy chúng tôi đọc là cái bản chánh, còn giờ là cái bản dịch. Và chúng ta xin đọc lại là Cảnh sát Môi trường Quốc tế thông báo ngày 5 tháng 11 2021, tổ chức Cảnh sát Môi trường Quốc tế, kính thưa cộng đồng nhân loại hoàng vũ, kính thưa toàn dân Việt Nam, thưa quý tướng lãnh, quý đại biểu đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, theo thông báo ngày 13 tháng 10 2021, mọi người đã được cho hay dựa theo phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế số ONC 201215 ngày 14 tháng 4 2021, thì Tập Cận Bình và Tàu Cộng phải bồi thường cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là 38.000 tỷ Mỹ Kim vì tội ác chống nhân loại, diệt chủng dân tộc Việt Nam. Và ngài Đức Quốc Công đã có hứa sẽ chia sẻ 22.000 tỷ Mỹ Kim để đền ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã giúp đỡ cưu mang người Việt tị nạn cộng sản và hậu thể cho ngài, hậu thuẫn cho ngài giải thể nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, triệt tiêu chế độ tàu quyền cộng sản, hồi phục nền đệ tam Cộng hòa
xây dựng lại quê hương. Mà là chúng ta cũng thấy được là cái số tiền 22.000 tỷ này đó là giúp cho những người Việt Nam đang sống trên nước Mỹ sau 1975 mà đến đó, đỡ được cái mặc cảm là mình phải ăn nhờ ở đậu trên nước Mỹ. Chúng ta đã được nước Mỹ người ta bảo bọc mình, và bây giờ chúng ta đã được ngài Tổng thống, ngài ta Việt Nam Cộng hòa Đại Quân đền ơn cho những người Việt đã được nước Mỹ giúp đỡ từ 1975 tới giờ đó. Cho nên những người Việt ở Mỹ phải biết công ơn và cái tình thương của Tổng thống đại tam Việt Nam Cộng hòa Đại Quân dành cho những người Việt chạy trốn cộng sản mà sống trên nước Mỹ. Mình ở nhờ, ăn nhờ ở đậu, mình không có làm, mình mắc nợ người ta, mình chưa có trả được. Thì cái vị Tổng thống là đại diện cho toàn dân Việt Nam đã đứng ra giải quyết cái vấn nạn đó cho những người Việt đang sống trên nước Mỹ. Thì chúng ta nên nhanh chóng đồng hành trên cầu dân ý để mà cứu nguy quốc nội. Đó là cái việc làm tốt nhất cho những người Việt hải ngoại phải thực hiện. Tòa án môi trường quốc tế cũng cho phép thực hiện tuyên bố của Tổng thống về tình trạng khẩn cấp môi trường quốc tế vì lợi ích sức khỏe cộng đồng và phúc lợi chung của mọi người trên toàn thế giới, với các chức năng tối quan trọng của nó. Tầm quan trọng được đưa ra trong văn bản được liệt kê sau đây. Với tư cách là Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa, Đức Quốc Công sẽ hỗ trợ Giám đốc Dịch vụ Môi trường Quốc tế, sẽ sử dụng mọi khả năng và phương tiện trong khả năng của mình để phục vụ nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Với tư cách là Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa, bổn phận chính là trung thành với Chúa và phục vụ nhân dân và thực hiện sứ mệnh do Đức Chúa Trời toàn năng ban cho đồng bào sáng thế kỷ 1:2.26 là cung cấp nước sạch, không khí sạch, thực phẩm sạch, chính phủ sạch và trái đất sạch cho người dân trên thế giới. Đó, bên này cái này là dịch ra nó rõ ràng hơn. Với tư cách là Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa, Đức Quốc Công sẽ điều hành tổ chức cảnh sát môi trường quốc tế và các đại biểu cần thiết để phục vụ các văn bản của Tòa án môi trường quốc tế. Ngài còn được ủy quyền ban hành tất cả các văn bản cần thiết hoặc thích hợp với sự trợ giúp của các khu vực tài phán về môi trường tương ứng của Tòa án môi trường quốc tế và đồng ý với các tập quán và nguyên tắc của luật pháp. Với tư cách là Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa, Đức Quốc Công sẽ thể hiện tiêu chuẩn cao về sự cẩn thận, kỹ năng siêng năng và hành động thiện chí để thúc đẩy công lý môi trường cho tất cả mọi người. Do đó, Đức Quốc Công Đặng Minh Quân sẽ đứng ra điều hành tổ chức môi trường quốc tế, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiến hành thành lập Toán nhân viên công lực quốc tế, gọi tắt là IOM, có nghĩa là Y là International, Ơ đó là Environmental và Em là Maxo. Đó, đầu tiên tại Việt Nam để góp phần bảo vệ môi trường, phiển dương chính nghĩa và sử dụng các nguyên tắc của pháp luật, nhất là tại những vùng còn bị cộng sản chiếm đóng. Coi như
Cộng sản chiếm đóng, mình vẫn có quyền đi đến như thường. Sứ mạng cao thượng nhưng đầy khó khăn nguy hiểm này rất cần nhiều sự đóng góp về tài chính và nhân sự thiện nguyện của cộng đồng quốc tế để bảo vệ địa cầu và nhân loại. Hãy gửi về Tổng thống Đại Minh Quân, hộp thơ PO Box 2807, Anaheim, Cali 92814. Có nghĩa là những người nào mà muốn đóng góp về tài chính hay là nhân sự thiện nguyện, tức là mà không có ăn lương của cộng đồng quốc tế để bảo vệ địa cầu và nhân loại, thì những vị này hãy gửi về hộp thơ của Tổng thống Đại Minh Quân, hộp PO Box 2807, Anaheim, Cali 92814. Đó, tất cả những ai lợi dụng danh nghĩa pháp luật để giành giữ, đàn áp nhân dân, xâm phạm đến tư cách phẩm giá của con người, đặc biệt những kẻ nào bắt cóc, giam giữ trái phép những công dân đề can Việt Nam Cộng Hòa, đều vi phạm tội đại hình, phải bị truy nã và bị công lý trừng phạt. Trân trọng thông báo cảnh sát môi trường quốc tế. Đó, chúng tôi đọc mỗi ngày, và như vậy là chúng ta biết được Tổng thống Đại Minh Quân là chủ tịch của cảnh sát môi trường quốc tế là một. Và để thực hiện cái chương trình này thì rất cần đến nhiều sự đóng góp về tài chính và nhân sự thiện nguyện của cộng đồng quốc tế, chứ không phải là chỉ của đất nước Việt Nam không. Tại vì chúng ta làm việc để bảo vệ địa cầu và bảo vệ nhân loại. Thì quý vị nào mà có muốn đóng góp gì về tài chính hay là muốn làm cái công việc thiện nguyện của cái công tác này đó, thì hãy gửi thơ về cho Tổng thống Đại Minh Quân, hộp thơ là PO Box 2807, Anaheim, Cali 92814, thì sẽ được ngài sắp xếp để mà chúng ta có những công việc mà khai triển cái việc làm này cho nó nhanh, để mà cứu nguy dân tộc Việt Nam và cứu nguy những người dân trên thế giới đang bị khó khăn với Tàu Cộng và Cộng sản. Vậy thì chúng tôi cũng xin mời là nhiều người dân hỏi là Tổng thống đã làm gì được cho đất nước Việt Nam. Vì vậy cho nên chúng tôi sẽ đọc từ cái ngày mà từ cái ngày sanh của ngài luôn đi, từ ngày 1952 luôn tới bây giờ ha. Đó, để chúng ta thấy được là sau khi mà trời đất đó thấy được cái sự nguy hiểm của dân tộc Việt Nam, là đã nhờ bố mẹ ngài đưa ngài ra để mà phục vụ cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. Vì cho nên coi như là chúng ta đọc tiểu sử của Tổng thống từ ngày lúc ngài mới sanh ra luôn. Thì chúng tôi đọc là chương ở trong này, ở trong hiến pháp á, trong cái phần năm á ban hành, nó ở chương một, chương 5.1 trong cái tiểu sử của Đức Quốc Công á, thì mục 5.1.1 xin lỗi, tiểu sử Tổng thống Đại Minh Quân. Tổng thống Đại Minh Quân tên húy là Đào Văn, sinh ngày 16 tháng 9 1952, lúc 8:15 sáng tại làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định. Thân phụ của ngài là cụ ông Đào Thế, quê quán làng Trúc Lâm, đã tạ thế, và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh Nguyên, chánh quán làng Phú Cam, tỉnh Thừa Thiên, đã tạ thế. Mà chúng ta biết được là bố và mẹ Tổng thống được danh dự trong cái hai câu thơ là làng Trúc Lâm, danh gia Đào Thế. Đào Thế là tên của bố Tổng thống. Mà nội trong cái làng Túc Lâm á,
là coi như là cái người nổi tiếng, cái gia đình nổi tiếng, danh gia là cái gia đình nổi tiếng nhất của cái làng Túc Lâm là của ông Đào Thế. Còn cái đất Phú Cam á, là cái chỗ của mẹ của tổng thống á, thì đất Phú Cam rạng nữ hạnh nguyên. Để cho chúng ta thấy được là không những tổng thống là con cháu của Đức Trần Hưng Đạo mà bố mẹ của tổng thống cũng nổi tiếng trong dân gian qua hai cái câu thơ đó. Đó là làng Trúc Lâm danh gia Đào Thế, đất Phú Cam rạng nữ hạnh nguyên. Thì chúng ta thấy được là từ trong tim ốc của ngài đó là tích lũy tất cả những tinh hoa của dân tộc Việt Nam chúng ta, những cái sự yêu nước, những sự thương dân từ đời của Đức Trần Hưng Đạo tới giờ. Xong rồi là thuở nhỏ ngài theo học những trường sau đây: năm 1957 đến năm 1959, 5 tuổi ngài đã được gia đình đưa vào tu viện Phúc Xuân, Huế. Ở Huế do linh mục Nguyễn Văn Thuận, sau là Đức Hồng Y phụ trách, và Đức có nghĩa là Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là thầy đầu tiên của tổng thống Đào Minh Quân và cũng là người cậu ruột của tổng thống Đào Minh Quân, và cũng là một cái Đức Hồng Y phải qua tới bên Mỹ để mà ký tên đặt mặt Hồ Chí Minh. Để chúng ta thấy được là cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là đều có sự có mặt của những người mà yêu nước, từ tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tới Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tới Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và nhiều vị tướng lãnh của bên cộng sản cũng vậy, cũng đều đã được chiêu hiền. Cho nên là những cái người cộng sản sau này đó phải hiểu được những cái người lớn tuổi, những cái người mà có kinh nghiệm về cộng sản cũng đã được chiêu hiền. Và ngay cả thiếu tướng Hoàng Cầm cũng vậy, và cháu của thiếu tướng Hoàng Cầm cũng đã gia nhập chính phủ, cũng đã đến với chính phủ. Rồi chẳng hạn như ông Nguyễn Tấn Dũng cũng được chiêu hiền. Rồi nhiều lắm. Chúng tôi bây giờ chúng tôi chỉ đọc cái tiểu sử của tổng thống thôi, nhưng mà chúng tôi muốn nhắc một chút về những người mà nổi tiếng như hay là Trức Gia Lương Kim Định là cũng là thầy của tổng thống, hay là Thượng Tọa Thích Chân Thức cũng là thầy của tổng thống, và bên cao đài cũng vậy, cũng là những người làm việc với lại tổng thống đó. Thì chúng ta thấy được là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là nơi quy tụ của những người tài giỏi và những người chân chính của dân tộc Việt Nam, cho nên chúng ta mới có được một sự thành công như ngày hôm nay. Năm tuổi ngài đã được gia đình đưa vào tu viện Phúc Xuân, Huế do linh mục Nguyễn Văn Thuận, sau là Đức Hồng Y phụ trách, và đến năm 1959 đến năm 1962 thì ngài học trường Thánh An Tôn trong cái giai đoạn tiểu học đó, do linh mục Nguyễn Ngọc Trợ phụ trách, và đến năm 1962 đến 1963 đó thì ngài học trường Đặng Đức Tuấn, là nó thuộc trường trung học cấp 1 ở Đà Nẵng, và do linh mục Lê Văn Ẩn, sau là Đức Giám Mục phụ trách. Rồi đến năm 1963 đến 1964 tới ngày học trường Đặng Đức Tuấn, là trường trung học cấp 1 ở Tuy Hòa, do linh mục Tô Đình Sơn phụ trách. Và 1964 đến 1965 thì ngày học trường Bá Ninh trung học cấp 1 do sư huynh Raymond Đặng Văn Hinh phụ trách. Coi như là cuộc đời ngài là học từ những người thánh thiện không à, những người mà đại diện cho Chúa không à. Còn 1966 đến 1967 đó thì ngài học trường Sao Mai là trung học cấp 1
do linh mục Lê Văn Ẩn, xa là Đức Giám Mục, phụ trách. Cũng trong thời điểm này, ngài gặp ký giả Rube Domang, tức là thuộc về cái người này làm việc ở Associated Press, thông tấn xã AB, và được tài trợ đến 18 tuổi. Rồi đến năm 1967 đến năm 1968, thì ngài tham gia trại biệt kích Michael Fox. Nên nhớ lúc đó ngài mới có 16 tuổi. Rồi ngài phải dùng cái tờ giấy của người Anh đó, 18 tuổi mới được vô học cái khóa này, chứ không phải mà 16 tuổi mới được cho học nữa. Để chúng ta thấy được là cái tấm lòng yêu nước của ngài tới cái mức độ nào. Tức là ngài học ở trại biệt kích Michael Fox ở Sơn Trà đó, Đà Nẵng. Và cuối năm ngài nhập học trường văn hóa quân đội là trung học cấp 2 ở Đà Nẵng, do phòng tâm lý quân đoàn 1 phụ trách. Và đến hè 1969 thì theo gia đình về Sài Gòn. Và 1969 đến 1970 đó, thì ngài hoàn tất trung học cấp 2 tại trường Lê Bảo Tịnh. Cấp 2 tức là lớp 12, học cái lớp 12 đó, Sài Gòn, do linh mục Phan Du Vịnh làm hiệu trưởng. Trong thời gian này, ngài vẫn tiếp tục phụ với là ông ký giả Rope Doman tại phòng, tại thông tấn xã Asusan Press, cho nên gọi tắt là AB đó. Và ngài thành lập đoàn, ngài là đoàn trưởng thi văn đoàn Ra Khơi năm 1980, cũng là chủ biên tạp chí Ra Khơi với bút hiệu là Năm Quán. Tức là năm 1969 đến 1970 đó, là ngài đó là chủ biên tạp chí Ra Khơi với bút hiệu là Năm Quán. Nhưng cái bút hiệu Năm Quán này là cái bút hiệu của ông ngoại cho tổng thống, chứ không phải bút hiệu của tổng thống. Ngài đã sáng tác nhiều chiến đấu ca và nhiều trường khúc với tên hiệu là Anh Thương. Và năm 1970 đến năm 1971 á, thì ngài gia nhập trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức, trung đội 242, tiểu đoàn 2, do trung tướng Phạm Quốc Thuần là chỉ huy trưởng, và tốt nghiệp khóa năm 71, 1971 đến 1972. Ngài phục vụ tại tiểu khu quản trị, tức là trại Lê Lai Huế, trại Lê Lai mà ở Huế đó, với cấp bậc là chuẩn úy. Và đến 1972 đến 1973 thì ngài phục vụ tại tiểu đoàn 122 và đóng quân ở vùng địa đầu giới tuyến thuộc tỉnh Quảng Trị với cấp bậc là thiếu úy. Rồi 1973 đến 1975 á, thì ngài đặc trách trưởng đơn vị đặc nhiệm Hắc Hổ Black Tiger, là cái đại đội mà đi không tiến về không lời đó, nhằm truy lùng những tên đầu sỏ cộng sản. Trong thời gian này, ngài cũng là trưởng ban chương trình phát thanh vùng hỏa tuyến tỉnh Quảng Trị và là trưởng ban tâm lý chiến nhằm chiêu hồi cộng sản. Cấp bậc sau cùng của ngài là trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một quân nhân được huấn luyện đặc biệt, được trang bị tận răng, có nghĩa là tay không vũ khí vẫn có thể diệt địch. Nhưng ngài chưa có bao giờ giết ai cả, mà ngài luôn thương cho những người bộ đội và những đồng bào miền Bắc, vì họ đã vướng vào những thủ đoạn hăm dọa lường gạt của cộng sản. Sau khi cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 1945, ngài bị cầm tù hơn 3 năm trong các trại tù cộng sản, từ Trảng Lớn thuộc tỉnh Tây Ninh là 1975 đến 1977, đến Long Khánh là 1977, và sau đó bị biệt giam tại trại tù Bù Gia Mập
thuộc tỉnh Phước Long là năm 1978, và ngài vượt ngục vào mùa xuân năm đó, mùa đông năm đó, xin lỗi, ngài vượt ngục vào mùa đông năm đó 15.1.2, đào tiền xuất du. Ngày 9 tháng 5 1979, ngài chỉ huy tàu VNKG 0602, tức là sau khi vượt ngục đó, thì ngài mới tổ chức cái chuyến đi này, chở 524 thuyền nhân đến đảo Bulutanga, Mã Lai vào ngày 16 tháng 5 1979. Vào ngày 14 tháng 8 1980, ngài và gia đình đã đến Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Chưa đầy một tháng, ngài tham gia lực lượng người Việt quốc gia tại Santa Ana và làm trưởng đoàn văn nghệ đấu tranh mà đồng bào yêu thương gọi là đoàn văn nghệ áo đen. Và năm 1981, thì ngài tốt nghiệp chuyên viên điện toán tại trường Rancho Santiago Community College, Santa Ana Associate de Decker Computer, đó là cái trường mà dạy điện tử. Và năm 1982, từ vị thế chuyên viên điện toán của hãng System Group, ngài được hãng Mia Suraman System công thôn mời làm kỹ sư Test Engineer năm 1982 đến năm 1983. Và ngài nghiên cứu computer IBM công tác. Trong thời gian này, ngài thực hiện bộ não căn bản xuất nhập của máy đầy điện toán BIOS và lập hãng Clone Master do ngài làm chủ. Tại 2008, W.Niover Avenue Anaheim, Cali 92804. Và năm 1983 đến năm 1984, ngài thí nghiệm để sản xuất máy điện toán tên Dow Computer có giá rẻ nhưng tốc độ gần gấp đôi máy điện toán IBM gọi là IBM Clone tại 1027. Avenue Anaheim, Cali 92801. Và năm 1984 đến năm 1986, ngài được hãng Advanced Digital Corporation mời nhận trọng nhiệm của giám đốc kỹ thuật điện tử. Tại 5432 Rodickson, Dr. Antinson Big, Cali 92649. Và năm 1986 đến 1987, thì ngài thành lập và làm chủ hãng Advanced Computer Company tại 7908 Westminster Boulevard, Westminster đó, đại lộ, Cali 92683. Tại nơi đây, với sự giúp đỡ của kỹ sư Nguyễn Việt, ngài bắt đầu cho thiết kế mẫu chữ tiếng Việt trên máy tính điện toán là năm 1987 đến năm 1989. Ngài sáng lập Dow Computer Inc. và sản xuất máy điện toán Dow Computer tại 12810 Newwood Avenue Gạch Đăng Rover, Cali 92640. Ngài còn là chủ nhân tạp chí thương mại Việt Nam Business Magazine. Cùng thời gian đó, ngài làm chủ tịch công ty mãi dịch quốc tế Pacific Trading and Consulting và là chủ nhân của công ty Tele Beijing. Nhờ chăm chỉ làm việc và thêm khả năng thiên phú
nên chỉ trong vài năm ngài đã trở thành triệu phú trẻ trong những triệu phú trẻ Việt Nam thời đó. 15.1.3. Dấn thân ngày 3 tháng 8 1989, ngài cùng ông Hồ Ngọc Thạch trình bản sơ thảo quốc dân quốc nghị lên triết gia Lương Kim Định trong vai trò Việt Linh Nguyên Lão. Ngày 4 tháng 8 1989, tại số 12.772 Louis Street Gạt Đăng Rover Cali 92841, triết gia Lương Kim Định với tư cách là Việt Linh Nguyên Lão, chủ tịch Hội đồng Quốc dân Nguyên Lão, đã ký ủy nhiệm thơ giao cho ngài trọng trách chủ tịch Ban Thường vụ Hội đồng Quốc dân. Cũng trong năm này, khi Bắc Bộ phủ nộp đơn xin cơ quan văn hóa khoa học UNESCO tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, thì ngài cùng đồng bào hải ngoại và hội lễ nghĩa linh sĩ trên chiến dịch trăm việc đáp lời của tổ chức dân sự Việt thành chiến lược ký đặt mặt Hồ Chí Minh và yêu cầu UNESCO so sánh dấu tay của Nguyễn Ái Quốc với dấu vân tay của xác Hồ Chí Minh đang hoàng tại Ba Đình, vì dấu tay của dấu vân tay của người chết và người sống không có thay đổi. Yêu cầu này nhằm mục đích chứng minh Nguyễn Ái Quốc không phải là Hồ Chí Minh. Để truy cứu lịch lý lịch biệt bệnh của già Hồ, nhưng đảng xuất vật Cộng sản đã từ chối, không dám đưa dấu vân tay lấy từ xác Hồ Chí Minh để so với dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc còn lưu giữ tại Sở Liêm Phóng Phòng Nhì của Pháp, vì sợ lộ chân tướng giả mạo. Nên ngày 17 tháng 9 1989, ngài nhận được thông báo từ Thượng nghị sĩ tiểu bang Utah Orrin J.H. cho biết đã liên hệ với ngài Joe Mea, thành viên UNESCO, để cho hay năm 1990 không có dự định nào vinh danh Hồ Chí Minh cả. Từ thắng lợi đó, ngài phổ biến chiến dịch ký đạp mặt Hồ Chí Minh và hàng trăm ngàn trong các trại tị nạn nhiệt liệt hưởng ứng ký đạp mặt Hồ Tạc gửi về cho Việt Nam Tân Dân Chủ. Nhờ tài trí của ngài mà thần tượng Hồ Chí Minh do đảng Cộng sản thiêu dệt lên đã bị dệt sập, nên có câu về lăng tay già Hồ là mồ chôn Cộng Việt. Dựa vào thắng lợi quan trọng này tại Liên Hiệp Quốc, ngài đưa tiếp sách lược Duy Thật Lực Cộng đã giúp nhiều người, các cán bộ đảng viên Cộng sản thức tỉnh, ly khai gia nhập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa. Đây là thành quả rất quan trọng trong sách lược triệt tiêu Cộng sản của ngài. Từ phương châm chiến lược này cũng do ngài đề ra là đạp cộng chết hết cộng sống. Ngày 15 tháng 3 1990, ngài thành lập phong trào thanh niên sinh viên học sinh Việt Nam Tân Dân Chủ tại quận Cam và đích thân công bố giải pháp tổng tuyển cử tại Việt Nam trên các đài truyền hình và đài truyền thanh tại Hoa Kỳ năm 1989 đến năm 1990. Ngài cùng ông Nguyễn Hậu là hội trưởng Tổng hội Tù nhân Chính trị Cộng sản thiết lập hồ sơ tù nhân chính trị để giúp các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản Việt Nam cầm tù được đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ. Qua chương trình HO, ngài còn vận động các nước như Kuwait, Iran, Úc Đại Lợi và Liên Hiệp Châu Âu để giúp đỡ đồng bào Việt Nam tị nạn Cộng sản tại các quốc gia này. Đầu năm 1990,
Đảng Cộng Hòa mời ngài làm thành viên chủ nhân Ortskomite. Vào ngày 1 tháng 5 1990, Bộ Xã hội Tiểu bang California. Đã gửi văn thư công nhận phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ do ngài lãnh đạo, có công tranh đấu giúp đỡ mở lớp dạy sử dụng máy điện toán, dạy Anh văn và cách thức hội nhập với đời sống mới, giúp đỡ cho những đồng bào vừa được định cư tại Hoa Kỳ. Mùa thu 1990, đích thân ngài cùng các chiến hữu đã thực hiện lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa dài nhất thế giới, khoảng 30 mét ngay tại trung tâm thủ đô người Việt tị nạn cộng sản vùng Nam California, thành phố Gạt Đăng, Rover. Ngày 21 tháng 10 1990, ngài cùng phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ triệu tập Đại hội Dân Chủ Đoàn Kết để thỉnh thị ý kiến của quốc dân đồng bào Việt Nam xin thành lập một chính phủ quốc gia để đương đầu với Cộng sản Việt Nam. Đại hội đã đồng ý chuẩn thuận thành lập một chính phủ với danh xưng là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, và đề nghị mời cụ Nguyễn Trân, một viên chức cao cấp thời đại nghị Việt Nam Cộng Hòa, nguyên là tỉnh trưởng tỉnh Định Tường, làm thủ tướng. Nhưng chưa đầy một tháng sau, Thủ tướng Nguyễn Trân xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe, nên ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên Việt Nam và hầu hết những đồng bào trong các trại tị nạn cộng sản vùng Đông Nam Á đã ủng hộ và bầu chọn ngài thay thế Thủ tướng Nguyễn Trân. Chương 5.2 tuyên thệ nhận trọng nhiệm thủ tướng. Lúc 12 giờ trưa ngày 11 tháng 6 ngày 16 tháng 2 1991, nhằm mùng 2 Tết năm Tân Mùi, ngài Đào Minh Quân đã quỳ gối đón nhận quốc bảo dân sử Việt và tuyên thệ lãnh trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trong một đại lễ được tổ chức long trọng và công khai tại văn phòng thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, số 12812 Procuro Street, thành phố Gạch Đăng, Rover, quận Cam, California. Chương 5.3 quá trình thành tích của Thủ tướng Đào Minh Quân. Ngay sau khi nhận trọng nhiệm, Thủ tướng bắt đầu liên lạc ngoại giao với Hoa Kỳ và quốc tế để ráo riết vận động công nhận Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Ngài yêu cầu họ can thiệp giúp đỡ cho người Việt tị nạn cộng sản, thành viên Việt Nam Tân Dân Chủ bắt đầu xâm nhập Việt Nam và đến tận các trại tù, trại tị nạn để cùng với đồng bào sát cánh trong việc tranh đấu chống cưỡng hiếp hồi hương. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã mở hộp thư tại PO Box 2807 Anaheim, Cali 92814 để liên lạc tiếp nhận ý kiến của dân chúng và bắt đầu thành lập các khu bộ Việt Nam Tân Dân Chủ, các văn phòng đại biểu tại Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu và tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đã in ấn và gửi sách báo, tài liệu cũng như dùng tài chính của mình để giúp đỡ đồng bào tại 17 trại tị nạn để cùng với đồng bào sát cánh trong việc tranh đấu chống cưỡng bức hồi hương. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã mở hộp thư tại PO Box 2807 Anaheim, Cali 92814 và cái địa chỉ này nó vẫn còn đến ngày hôm nay, để liên lạc tiếp nhận ý kiến của dân chúng và bắt đầu thành lập các khu bộ Việt Nam Tân Dân Chủ, các văn phòng đại biểu tại Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu và tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đã in ấn và gửi sách báo, tài liệu cũng như dùng tài chính của mình để giúp đỡ đồng bào tại 17 trại tị nạn cộng sản vùng Đông Nam Á.
thuộc các quốc gia Mã Lai, Hồng Kông, Thái Lan, Philippines và Nam Dương. Ngài đã biến văn phòng thường trực của chính phủ và cũng là trung tâm phục vụ cộng đồng là địa điểm để giúp đỡ những người mới đến Hoa Kỳ. Nhờ sự tiếp tay của các đồng nghiệp hảo tâm, Ngài đã bí mật về nước phát gạo cho đồng bào nghèo và chăm lo các trẻ em mồ côi tại Việt Nam, nhất là trẻ em sơ sinh bị vứt vào thùng rác. Ngày 23 tháng 6 1991, Ngài Thủ tướng với trên 40.000 quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa chính thức thượng kỳ quốc gia tại công viên văn hóa San Jose, California. Lần đầu tiên cờ vàng ba sọc đỏ được chính thức kéo lên ngang hàng với quốc kỳ Mỹ. Sau đó, để vừa trường kỳ đấu tranh và tự rèn luyện nhẫn nhục chịu đựng của bản thân, Ngài đã dời văn phòng thường trực của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời về sa mạc Adelanto, trên mảnh đất 40 mẫu mà Ngài đã bỏ tiền ra mua từ năm 1989, số 10.800 Sierra Road, Adelanto, Cali 9230. Tại đây, với sự giúp đỡ của một chiến sĩ binh chủng thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa tên là Trần Văn Ánh, người đầu tiên theo phò tá Ngài đến sa mạc. Sau đó có thêm vài đồng nghiệp cùng hai đứa con trai của Ngài đã cùng nhau khởi công tự xây bia ngũ vị thần tướng, thánh miếu và kỳ đài để ghi ơn thờ cúng những anh hùng tử sĩ, những chiến sĩ vô danh đã vì quốc vân thân, cùng những oan hồn của đồng bào Việt Nam muốn chạy thoát lại bị đỏ cộng sản nhưng đã bị thảm tử trên đường vượt biên vượt biển. Ngài cũng cho an vị chôn cất tro cốt của bố mẹ con mà Ngài đã xin nhận khi còn ở đảo tị nạn Bulutanga, Mã Lai. Sau khi dựng kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa tại sa mạc, Thủ tướng bắt đầu kêu gọi triệu tập những nhà ái quốc, những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những anh thư hào kiệt và hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa kế về hội ngộ để được Thủ tướng thuyết giảng huấn luyện, hầu cùng nhau thực hiện hoài bão phục vụ đồng bào, giúp dân cứu nước và chuẩn bị cho công cuộc lấy lại đất tổ và kiến thiết lại quê hương. Ngài đặt tên cho nơi đây là Tủ Nghĩa Đường, được sử dụng là căn cứ của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Vào ngày 16 tháng 2 1992 là kỷ niệm đệ nhất chu niên được tổ chức tại San Jose với sự tham dự và ủng hộ của Ngài Barry Tatum, chủ tịch Ủy hội đồng Minh Hoa Kỳ. Ngày 29 tháng 8 1993, Thủ tướng chủ tọa Đại hội Quốc dân tụ nghĩa tại địa điểm 8500 Bonsa Avenue, Westminster, Cali 92683. Ngày 28 tháng 1 1994, Thủ tướng nhận được công hàm của Tổng thống Bill Clinton lần thứ nhất và mời họp tác xây dựng dân chủ, an bình, thịnh vượng cho thế giới. Và lần thứ hai là ngày 4 tháng 4 1994, Thủ tướng được chính phủ lâm thời Iran mời đọc tham luận tại đại hội 11 nước trong khối liên bang Xô Viết cũ. Lúc ấy ái nữ của Ngài là cháu Tina Đào, 11 tuổi, đã thay phụ thân đọc huấn từ. Ngày 25 tháng 4 1994, Thủ tướng được nhà bác học Bill Todorov và các khoa học gia Hoa Kỳ, Ấn Độ mời chủ tọa Đại hội quốc tế về năng lượng mặt trời tại khách sạn Ramada Anaheim, số 2142 Street Anton Luke Anaheim, Cali 92802. Cũng trong năm này, Thủ tướng đã công du Úc Châu thăm hỏi các bà mẹ công giáo tại Queensland và hội người Việt cao niên tại Sydney.
Trong chuyến công du này, đích thân Thủ tướng phổ biến chiến dịch ký đập mặt Hồ Chí Minh và được Ngài Tổng Thư ký Đảng Lao động Úc Châu hội kiến tham gia ký tên trên văn bản đập mặt và Hồ. Từ năm 1995 đến năm 2008, Thủ tướng tịnh tâm tu thiền tại tụ nghĩa đường Sa Mạc ở Đại Lĩnh Tổ. Trong thời gian này, theo lời mời của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và sứ bộ Việt Nam Tân Dân Chủ tại Pháp Quốc, Thủ tướng đã công du Úc Châu hai lần. Lần thứ nhất là hỏi thăm đồng bào, hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Mặt Xây và phổ biến chiến dịch đập mặt Hồ Chí Minh. Thủ tướng đã đích thân chủ tọa lễ tuyên thệ của các vị đại biểu lần lượt cử hành tại các quốc gia. Tại Pháp là đại biểu Nguyễn Đình Nam, tại Na Uy là đại biểu Nguyễn Tánh và tại Thụy Sĩ là đại biểu Hoàng Thượng Nguyên. Và nhờ sự hưởng ứng mạnh mẽ của đồng bào, đặc biệt là quý nữ anh thư, Thủ tướng đã thành lập khu bộ Việt Nam Tân Dân Chủ và Hội Phụ Nữ Tân Dân Chủ tại Pháp ngày 22 tháng 2, 2002. Ngài cùng Đại sứ Lê Minh đến thăm đồng bào các tôn giáo và ngoại giao với các nhân sĩ chính khách tại Âu Châu. Lần thứ ba trong thời gian này, Ngài giảng huấn thêm cho các đại biểu và ban chấp hành sứ bộ Việt Nam Tân Dân Chủ được thành lập trong chuyến công du Âu Châu lần thứ nhất. Ngài Lâm Khắc Quy, xin lỗi, chúng tôi có khách rồi ha. Vậy thôi thì ngày mai chúng ta đọc tiếp. Dạ, chúng tôi đại biểu Ngọc Nguyễn trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Lê Minh Quân, Tổng thống Vạn Năng, và Ngài Đệ Nhất Phu Nhân kính mến muôn đời của dân tộc Việt Nam, với quý bộ tư lệnh chiến lực toàn quốc và tất cả những người Việt yêu nước. Chúng tôi cũng mến chào tuổi trẻ Việt Nam và các bạn em bé tí, hẹn khải hoàng khao trên quê hương ta. Bye bye.